sửa xe đã trẻ con nhiều thăng trầm lên trên hết trong mỗi chúng tôi. Trong mỗi chúng tôi luôn giữ được mọi người đam mê cho đến tận ngày hôm nay. Vâng, các bạn thân mến, âm nhạc luôn có ở trong mỗi chúng ta. Đó là món ăn tinh thần. Tôi chắc chắn rằng các bạn cũng đã nghe qua một vài câu hát những ca khúc mà các bạn yêu thích. Chúng tôi cũng vậy, nhưng với chúng tôi có một sự khác biệt, đó là chúng tôi hát với guitar, chúng tôi hát bằng đam mê. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn những giai điệu guitar nhẹ nhàng, những tiết mục đặc sắc, những bản câu hồi động chất SGC. Hãy đón chi trong một không khí mà chỉ có SGC guitar show để đem lại cho các bạn nhé. Và bây giờ không để các bạn chờ lâu hơn nữa, live show hội ơn hai tư viên member của chúng ta ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc mở màn của buổi tối ngày hôm nay, là một sáng tác của ca sĩ, là những nét đẹp bình dị nồng nàn đã tạo nên cảm xúc sâu lắng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội, một ca khúc đã đi cùng năm tháng cho mang để cho người nghe những cảm xúc bâng khuâng bồi hồi mỗi khi nhớ về Hà Nội. Sau đây, Nhớ Mùa Thu Hà Nội qua giọng hát của Thanh Tâm và guitar Quang Thành. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hôm nay chào cô,
Vâng, xin cảm ơn tiết mục của bạn rất là nhiều. Mọi người đến tiết mục mở màn thế nào ạ? Có anh không ạ? Vâng, chúng ta đến với một bản hit do ca sĩ Hoàng Tô sáng tác cùng với sự thể hiện của giọng hát đầy cảm xúc của một cô hôn không trong nhóm nhạc Tình Đám ST319. Ca khúc này được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và cover lại. Vâng, chúng ta cùng đến với ca khúc Tình dưới sự trình bày của Lê Trinh và guitar Quang Tuấn, Minh Nam, Trấu Thanh Hà. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Bảo sở, không có gì, chúng ta đổ. Mình đổ. Đổ.
người cung bậc của cảm xúc trong câu hát. Bây giờ chúng ta hãy đến với ca khúc Ba Người Con Nghe dưới phần thể hiện của guitar Vũ Thái, Hồng Hạnh và Trống Thanh Hà. Thank you.
Tôi xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và để tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với một ca khúc là bài hát chủ đề của bộ phim The Hot Green Zoom, là một ca khúc được cover lại khá nhiều trên mạng. Đó chính là ca khúc I See Fire. Vâng, sau đây là I See Fire qua phần thể hiện của bạn Phương Thảo dưới sự hỗ trợ guitar của Duy Tiến. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Bye.
cho bầu không khí sôi động hơn, mát mẻ hơn không khí trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với những góc phố, với những ly trà đá và những câu chuyện đời vui buồn qua một sáng tác của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh dưới giọng ca của Trường Quân và rapper Nghĩa Dương, qua phần thể hiện của guitar Vũ Thái, Trống Tất Cả. Cùng với khúc Hai Hội Trà Đá thì xin mời các bạn lắng nghe ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn Quân rất là nhiều. Và
đến với buổi guitar show của chúng ta ngày hôm nay. Rất vui mừng được chào đón câu lạc bộ guitar trường trung học phổ thông Thực Hiện ạ. Xin mời chủ nhiệm câu lạc bộ. Các bạn nam xin gửi tới tất cả các quý vị của bạn có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời chúc khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc đêm diễn của thông bố SGC hôm nay thành công tốt đẹp ạ. Và các bạn đến các chương trình gửi tới hôm nay sẽ là một ca khúc rất nổi tiếng, ca khúc có tên đề Dân Quay Trang Bì. Xin các quý vị của bạn cho một tay để cổ vũ ca khúc được không ạ?
Bye.
ca khúc này hòa chung vào không khí giải phóng 60 năm của sân Tây thì thực ra thì nó cũng rất là liên quan. Và sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc 60 năm cùng đời qua giọng ca của Tiến Độ và Kiba Quang Khánh. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thank you.
Yeah.
ca đẹp nói về tình yêu của một chàng trai dành cho một cô gái và anh lên vòng chốt đi em. Chắc chắn rằng bất cứ bạn gái nào khi nghe người mình yêu hát tặng hay gửi tặng sẽ được xúc lòng. Chúng ta hãy cùng nhau để với ca khúc Nói Làm Sao Hết dưới phần thể hiện của MC và guitar nhỏ này. Nóng tính em đi đâu? Không nhé. Thank you.
Yeah.
Vâng, xin cảm ơn tiết mục của chủ nhiệm câu lạc bộ guitar SGC. Và để cho khán phòng của chúng ta hơn sôi động hơn, sau đây là một bản hit trong thời gian qua đã được rất nhiều người yêu mến. Và sau đây chúng ta đến cùng đến với ca khúc Cô Gái Đến Từ Hôm Qua qua giọng hát của bạn Phương Hà và guitar Ngọc Cánh. Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và được rất nhiều ca sĩ thể hiện. Nhưng tất cả đều có chung một thông điệp muốn gửi tới qua bài hát này. Đó là mọi người sống có nghị lực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đặc biệt đã luôn được đến những ước mơ. Chúng ta cùng chào đón lên sân khấu bạn Phương Anh và Thư Linh cùng với guitar con gái và trống Thanh Hà qua ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Bác là ca trưởng hát bài trưởng bác làm sao ca trưởng ra không thì chi nhá.
nhiều ca khúc và trải qua nhiều hâm mộ cảm xúc trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau đây là một phần thể hiện rất hay, hoa giọng ca đầy cảm xúc, Phạm Thanh cùng với ca Tiến Hạnh. Các khúc của Mang Tên, Thông Tin Quang Hà Xuyên, I Love Mọi Người. Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe. Cái bỏ em vừa nhắm luôn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong vòng tay anh. Để anh nhận ra, để anh nhận ra chỉ em mang đi theo. Anh sẽ chỉ một dòng đường đều. Và anh sẽ nhận ra tình không thể quên. Thank you.
Thank you.
Hello.